Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng. Sản xuất tại Mỹ. 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay big mac. Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin chào quý khán giả và cô Ngọc Lan. Christmas is coming. I will be home for Christmas. À, cái bài đó là bài nổi tiếng phải không? tôi sẽ về nhà trong ngày Giáng sinh. Hôm nay rõ ràng có không khí Giáng sinh, thưa quý khán dạ. giả. Cô Ngọc Lan đang cầm trên tay một, một ông già Noel bằng giấy. À, người ta gọi là origami. Dạ, Đúng. nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, quý vị. À, ngày hôm nay rất là vui thì một một cặp vợ chồng khán giả ở Washington. Washington State tiểu bang Washington đã gửi đến tặng cho mỗi một uh, sứ ngôn viên của đài, uh, trong đó có uh, Đinh Quang Thái, Ngọc Lan, Hoàng Trùng Thủy, Thảo Yên, Nguyễn Trường, uh, Lê Thái Nhi Huyền, uh, mỗi người một một mặt ông già Noel được xếp bằng giấy như thế này. Uh, có uh, trong đó để tên là form từ uh, Trà My và Duy Nguyễn. Mình như bác Thái có biết. Từ khán giả chúng tôi uh, xin uh, yeah. cảm ơn ông bà Duy Nguyễn trà uh, đã có nhà ý xếp uh, cái con arigam, uh, origami này gửi cho anh em trong Little Sài Gòn TV. Đây là Thưa, một cái nghệ thuật của Nhật yeah, Bản không ạ? À? Dạ. Yeah, và nghệ thuật giấy ông bà Nhật Bản. Duy Nguyễn hiện nay đang sống tại tiểu bang Washington State uh, cho quà. Nhưng mà tôi biết hình như là ông ông Duy Nguyễn là một giáo sư và hiện nay đang đi phổ biến cái nghệ thuật mà mà, mà xếp giấy này phòng của Hồ Lan à, theo uh, lá thư mà uh, ông uh, ông duy uh, của, hay là cô trà My gửi cho anh, anh Hoàng Trọng Thụy hôm trước đó thì uh, ngày hôm nay thì Ngọc Lan và mọi người mới nhận được cái phần phần quà này còn trước đó thì thấy cái thư của anh Hoàng Trọng Thụy đưa thì uh, biết rằng là ông duy là một uh, cụ quân nhân. À, rồi xong rồi sau đó khi mà qua Mỹ thì ông cũng à, tham gia trong nhiều cái tổ chức để mà làm sao mong muốn là đem lại một cái cái cơ hội mới cho Việt Nam nhưng mà không thành rồi à, ông cũng tham gia nhiều cái tổ chức ở đây và đặc biệt là sau đó thì à, có những cái à, ông làm cái công việc là xếp giấy này và có nhiều quyển sách riêng về cái chuyện mà xếp giấy này nghệ thuật này cũng như là đi dạy cho một số những cái trường học về cái cách thức mà cái cái trò chơi này nó rất là nổi tiếng của Nhật Thưa quý vị, trong lá thư mà ông Duy Nguyễn gửi cho à, anh Hoàng Trọng Thụy thì có nhắc tới một cái chi tiết là ông là cháu của nhà báo nổi tiếng của Việt Nam là Như Phong Lê Văn Tiến. À, nhà báo Như Phong đó, thì đã được dưới à, à, làm báo miền Nam trước năm 1975 đặt cho một cái danh hiệu là nhà báo của các nhà báo. Bởi ừ. vì ông lấy lừng lắm, ông đã từng à, tham dự vào những hoạt động cách mạng của Việt Nam thời mươi à, 40, 45 năm sau khi mà di cư vào trong nam đó, thì ông đã tham gia vào hoạt động báo chí, ông làm tờ tự do. và ngoài ra thì ai cũng biết cái chuyện này là cái nội các chiến tranh của ông uh, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ thời lúc bấy giờ đó. thì nhà báo Như Phong Lê, Lê Văn Tiến có công ngồi để sắp xếp các bộ trưởng đó, ông sắp ừ. xếp năm bộ trưởng à. và um, ông cũng được mời ra làm bộ trưởng về um, thông tin. thì đây là câu trả lời của nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến ông bảo rằng ông đang là một người đồng nghiệp với tất cả những người cầm bút khác Bây giờ tự dưng ngồi vào một cái ghế mà đôi khi phải kiểm duyệt bài của anh em hay là cắt bài của anh em thì ông không làm chuyện đó thì ông không nhận làm bộ trưởng thì thưa quý vị nhà báo như phong lê văn tiến đã rời khỏi cái cõi đời này cũng 20 năm rồi và cái chữ như phong là bởi vì lấy từ một cái uh, từ một cái uh, trong uh, gọi là sách lực của của trung quốc á. tiến á, thì là như phong đi tới đó thì phải là như gió oh. mà tấn thì là như sơn dừng lại thì vững như một ngọn núi mm. ông tên là Lê Văn Tiến mới lấy bút hiệu của mình là Như Phong như là ngọn gió tại vì trong cái cái sách lực quân sự Tiến như phong tấn như sơn oh. hôm nay cũng là cảm ơn ông Duy Nguyễn à, bà Trà My và cũng là dịp để nhớ lại một nhà báo lão thành của Việt Nam đã để lại rất nhiều dấu ấn cho những cái thế làm báo sau này ờ yeah. ngọc lan cũng thay mặt cho những người mà không có mặt trong cái buổi ngày hôm nay gửi lời thấm cảm ơn đến cô chú đã gửi cho ngọc lan cũng như các đồng nghiệp của mình món quà rất là dễ thương trong mùa noel này à, quay trở lại với lại những tin tức hàng ngày thì có lẽ bác thái cũng như khán giả sẽ không thể nghĩ rằng một ngày nào đó có ai đó mà bị bắt vì cái tội không đóng tiền rác <laughs> Thì hôm nay tôi bắt được nghe đó nha, tôi được bắt nghe. giam đó nha, yeah. Yeah. điều này rất là mình nghe wow như trong thời gian qua nhất là dịch bệnh uh, cái chuyện mà tiền rác tiền điện tiền nước gì đó được trì hoãn cây cả tiền nhà cũng vậy rồi chính phủ trả thai vân vân nhưng mà tại sao uh, một bà cụ 82 tuổi ở um, ở tiểu bang Alabama ở thành phố uh, Valley đã bị bắt vào hôm chủ nhật vì cái chuyện là không thanh đớn, không thanh toán hóa đơn tiền rác tháng 6, tháng 7, tháng 8. À, mặc dù là bị buộc tội tiểu hình, đó là không trả chi phí. Thì cái chuyện này khi mà cái tin tức này lên đó, gây cho người ta cái sự phẫn nộ. Người ta nói bà già đã 82 tuổi rồi mà cái hóa đơn tiền rác đó trị giá chỉ có 77 đồng 80 cent thôi. Mà tại sao lại có cái chuyện bắt giữ như vậy giống như là cái chuyện mà hình sự hóa một cái vấn đề chỉ là một cái hóa đơn tiền rác à, thì cái gì nó cũng có lý do của nó thì lúc đó đó người ta mới đi giải thích uh, những cái quan chức uh, chính phủ thành phố đó mới đi giải, giải thích rằng là cái việc á, mà bà cụ này bị bắt á, là bị bắt là vì cái thái độ chống đối của bà ừ. trước khi mà cái hóa đơn uh, tiền rác này tháng 6, tháng 7, tháng 8 bà không trả thì trước đó những cái năm trước đó có lúc á là bà đã nợ những cái hóa đơn mà tiền năm 2006 đó bà cũng đã từng không trả hóa đơn tiền rác lên đến là 206 đồng từ năm 2006 À, rồi sau đó khi mà à, người ta không có thu được tiền cuối cùng người ta để những cái 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 warning hay những cái nốt ở trước cửa nhà bà đó rồi có lúc mời bà ra tòa bà ít no hết nhất là cái tội mà mời bà ra tòa để trả lời về chuyện này ừ. bà không thèm xuất hiện luôn cho nên chính vì những cái điều đó nên mới đưa đến cái chuyện là người ta bắt giữ bà về cái tội tiểu hình chứ không phải là chỉ đơn giản mỗi cái chuyện là không trả tiền rác mấy tháng thì bị bắt thì bây giờ ở phía bên thành phố đang giải thích cho người dân người ta hiểu là như vậy à, nhân viên của à bên à, nhân viên ta đến thì thái độ cũng rất là tôn trọng bà nhưng mà vì cái thái độ của bà là khinh thường tòa án à, có lý do hết nhưng yeah. mà cái câu mà tất cả các quốc gia dân chủ họ thường nói là nobody above the law tức là không ai được quyền đứng trên pháp luật cả đưa một cái thí dụ điển hình nữ hoàng Elizabeth um, nhị là vừa mới tạ thế đó Ừ hmm. Thì cái lúc bà sinh thời có một chuyến đi công du ngoại quốc về lại phi trường Heathrow ở bên London. À, vì bà không khai báo một cái món quà trị giá như thế của một cái viên chức ngoại giao nước ngoài cấp nguyên thủ tặng cho bà. Thì um, cái cơ quan mà, mà tiếng Việt Nam mình gọi là hải quan ngay tại phi trường đó, lo về vấn đề mà, mà quan thuế đó, họ chặn bà nữ hoàng lại họ bắt phạt. Bà nữ hoàng cười bảo tôi quên, tôi đóng phạt. Nữ Hoàng Anh nữa Cái thứ hai nữa là đã có những ông Bộ trưởng của nước Mỹ uh, Vì không đóng tiền Phạt xe với đậu đậu ẩu Cũng ra tòa yeah. Bộ trưởng ra tòa như thương Và thưa quý vị nước Mỹ nó có cái đẹp Cái chỗ này nữa Chúng ta đọc tin chúng ta sẽ thấy là Có những khu rất là giàu có đang phát triển Xây nhà hàng mấy chục tầng Ngay giữa lọt thỏ một cái nhà cũ kỹ mục ừ. nát mà Không làm gì được hết bởi vì luật của nước Mỹ đó là ngoại trừ chủ nhà đó họ đồng ý tự nguyện là chúng tôi bán cái đất này để cho chính phủ gọi là phát triển đô thị. Chứ ngoài ra không được cưỡng ép người ta dọn nhà đi để mà mình xây nhà mới. Có những căn nhà nó cũ mềm mà. Bây giờ những cái cơ quan mà uh, đi phát triển đô thị họ thương lượng là bây giờ chúng tôi mua lại với cái giá ngất trời. Những ông bà già bảo không, nhà này tôi thích ở đây là tôi không đi đâu cả, tôi chịu chết. Thành thứ ra, ừ. đó là cái sự khác biệt giữa một cái thể chế dân chủ của nước Mỹ và những cái chế độ độc tài thiệu trong hợp Việt Nam. Việt Nam sẽ nó sách cổ đi ngay bởi vì nó cướp đất của người ta mà. nghe Thưa quý vị, à, lý do mà nước Mỹ này nó có nhiều chuyện ghê lắm. Nào là xào sao, sao nào là dân chủ, nào là Cộng Hòa trời bới lẫn nhau. Nhưng mà nó vẫn đẹp là bởi vì nobody above the law. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ. 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay big mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife. com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Ờ, trước phần quảng cáo đó thì bác Thái đang nói đến cái chuyện là không ai được đứng trên luật pháp hết, bất kể đó là người giữ những cái chức vụ gì. Cái chuyện ngày hôm qua. Chuyện ngày hôm qua. Thưa quý vị, cô Ngọc Lan mới nhắc tới cái phán quyết của tòa phúc thẩm 11 ở bên nước Mỹ. Chúng ta biết là nước Mỹ nó có những cái cơ quan phúc thẩm tức là tiểu bang. Xong lên tới phúc thẩm. Rồi sau đó nếu mà không đồng ý thì lên tới tối cả pháp viện. Hôm qua là một ngày không vui với cựu Tổng thống Donald Trump. Bởi vì chúng ta biết là sau khi mà FBI... Xét cái, cái nhà của ông bên Macalago Alago lấy đi một số những tài liệu mà classify tức là bí mật vì ông Trâm mang từ tòa bạch cốc về mà đúng ra ông Trâm không được quyền làm chuyện đó thì ông Trâm đã có nộp đơn uh, và được một bà thẩm phán mà do chính ông Trâm bổ nhiệm ở bên Florida đó là bà Cannon để xin một cái uh, quyết định là bà Cannon bổ nhiệm một cái vị uh, thẩm phán gọi là thứ ba đặc biệt đấy là không cộng hòa, không dân chủ, không gì cả để mà coi tất cả những hồ sơ đó. Thì bên Bộ Tư pháp đã nộp đơn kiện lại. Bảo là chúng tôi đang tiến hành một cái cuộc điều tra hình sự mà nếu mà cái vị uh, special counsel đó mà uh, tiến hành cái việc điều tra chậm quá đó thì sẽ làm cản trở công lý, phía bên Bộ Tư pháp nộp đơn kiện. Thì chiều tối ngày hôm qua uh, tòa phúc thẩm khu vực 11 ba vị thẩm phán ở trong đó có hai người do ông Donald Trump bổ nhiệm một người do tổng thống George W. Bush bổ nhiệm tức là ba người cộng hòa hết họ phán quyết một câu như thế này rất đơn giản the answer is no tức là câu trả lời là không họ khiển trách bà thẩm phán Cannon họ bảo là bà không có quyền gì để mà đi bổ nhiệm một người như thế cả trong một cái vụ như thế này thì uh, thưa quý vị uh, sau khi cái phán quyết đã xong thì tình thế nó sẽ như thế nào bởi vì ông Trump đưa ra một cái lý do ông bảo là ông xứng đáng được một cái sự đối xử đặc biệt vì ông từng là cựu tổng thống của nước Mỹ <laughs> thì nhắc lại trong 21 trang và ngày hôm qua um, tòa phán quyết đề rất rõ là the answer is no câu trả lời là không ông Trump sẽ có 7 ngày kể từ ngày hôm qua để nộp đơn lên tối cao pháp viện Tại sao chỉ có 7 ngày thôi? Bởi vì tòa phúc thẩm số 11 một họ không muốn cái tình hình này cứ kéo dài mãi. Bởi vì cái chiến thuật của ông Trump từ xưa tới giờ là nếu cần cái ông lại kiện tiếp. Mà cứ mỗi lần kiện như vậy thì có thể một tháng, hai tháng, cả năm trời tòa xét. Thì bây giờ tòa phúc thẩm nói rằng không, ông chỉ có 7 ngày mà thôi để ông kiện đến tối cao pháp viện thì đêm hôm qua những chuyên gia về luật pháp đặc biệt là một bà, bà nữ giáo sư tại đại học Harvard đưa ra nhận xét rằng theo cái um, hiến pháp của nước Mỹ đó với một cái tình hình như thế này đó thì chắc là cứ đưa lên tôi ca pháp viện thì cũng chẳng đi từ đâu cả tôi ca pháp viện sẽ giữ nguyên cái phán quyết của tòa phúc thẩm thứ 11. điều đó có nghĩa là bộ tư pháp sẽ được uh, tiếp tục cái cuộc điều tra về những cái chuyện tại uh, mạng Alago mà không bị một sự ngăn cản nào cả. Đây là một cái tin không vui cho cựu tổng thống Donald Trump và xác nhận là một lần nữa theo đúng cái câu lúc nãy chúng ta nói <laughs> nobody above the law. À, thưa quý vị à, quay trở lại cũng những uh, tin tức à, trong thời gian qua nhiều cái vụ mà trộm cắp không hay xảy ra nhưng mà ngày ngày hôm qua đó thì tin tức đưa lên ở trên uh, Yahoo News hay là những cái uh, tờ báo địa phương ở Alabama một cái vụ trộm mình gọi là cướp cũng được ngay một ngôi chùa mà không thể tưởng tượng được bây giờ cảnh sát đưa lên để truy bắt à, năm hung thủ ở trong một cái video clip á, người ta đưa lên cái camera an ninh của, của chùa quay lại đó thì thấy á, đầu tiên là hình ảnh của một cái người phụ nữ bế một cái đứa con nhỏ đứa con nhỏ xíu thôi cứ đang đứng nhìn lại nhìn lại giống như là phía trong kia đồng bọn của mình rồi xong rồi sau đó mới thấy là uh, hai ba người chạy ra thì một nhà sư ngôi chùa này là một ngôi chùa lào uh, uh, thì ở tennessee ngọc lan xin lỗi ở tennessee chứ không phải là ở alabama chạy theo giựt cái vỏ đó lại rồi xong rồi một người đàn ông nữa cũng chạy tới để mà dằn co rồi cuối cùng đó thì nhà sư bị té bị xô té xuống rồi năm người kia bỏ chạy uh, thì lúc mà cảnh sát được gọi đến á Cảnh sát được gọi đến thì vị sư này đấy mới cái chùa này là một ngôi chùa, người ta nói là chùa của người Lào, nằm ở Nashville ở Tennessee. Thì vị sư này mới kể lại là lúc đó là khoảng 9 giờ sáng của hôm 27 tháng 11. Thì nghe có cái tiếng gõ cửa bởi vì lúc đó là cũng còn sớm. Thì khi mà nghe gõ cửa như vậy ông ông mở cửa ra thì có hai người xông vô rồi đánh vào cổ ông rồi. Nói chung là tấn công ông ngay lúc đó ông ngã xuống rồi ít nhất hai người phụ nữ giữ ông ở đó rồi những người khác lục lọi trong phòng đó để lại họ lấy tiền họ lấy tiền thì lúc họ bỏ đi đó thì ông mới chạy theo ông mới chạy theo ông giữ một cái cái giống như ông giật cái một cái giỏ lại trong đó có tiền thì mấy người đó mới súng lại rồi tấn công ông té rồi trong cái hình mà quý vị đang nhìn thấy là lúc họ bỏ chạy thì nhà sư này đó ông chạy theo ông bị té rồi ông ngồi dậy ông chạy theo để mà ông nói ông ông muốn giữ lại gì đó, đó là những cái tiền cúng dường rồi vân vân thì bây giờ người ta đang Tìm tại vì có cái thấy cái xe à, Nhìn thấy được cái biển số xe nữa Nhưng mà quan trọng là có cả một người phụ nữ Ẩm trên tay đứa bé Thấy nhỏ xíu thôi Cũng tham gia vào trong cái vụ này à, vị, vị thầy này thì nói rằng là à, Ông không thể tưởng tượng được Có một cái chuyện như thế à, Xảy ra ở chùa Rồi à, có những người mà người ta phỏng vấn Những người cư dân địa phương đó Thì họ nói rằng là à, Trước đây ở cái khu này rất là Nhìn thấy rất là bình yên À, nơi này người ta thường hay đến đó để mà người ta cúng dường hay là người ta làm những cái công việc mà à, về tín ngưỡng nhưng mà bây giờ thì xảy ra cái chuyện này thì họ thấy rất là kỳ lạ thì bây giờ cảnh sát đưa những cái clip này lên và kêu gọi là ai có biết những người này những cái vụ liên quan đến thế này thì liên lạc với cảnh sát để người ta tìm tình hình cứ năm nào sắp sửa tết nhất tới đó nhiều thành phố bên nước mỹ cũng xảy ra cái tệ nạn này có một số những kẻ người tội phạm xã hội mà họ lợi dụng cái lúc mà người ta đi mua sắm có thể có tiền mặt người ta lấy. Oh mà cái này không chỉ là ở chùa ở bên này là Tennessee ở chùa ngay ở khu vực của mình đây mới hôm cuối tuần ở ngay trung tâm công giáo. Trung tâm, trung công, tâm công giáo. Ở santana nằm ở trên Ai đường cũng... Haber đó phải không? Đúng rồi, nhà, trung đợi tâm đợi công nhỉ? giáo mọi người đều biết cái nơi này một cái tên đã, đã vô ngay ở trong trung tâm công giáo nó cũng đi hết nguyên cái bộ mà dùng để làm mà quay phim làm livestream máy móc đồ mà quý vị thấy những cái chương trình ngay trên Lido sài gòn tv đó thánh lễ mà qua online đó bị lấy hết à, tên này vào lấy hết thì ở đây cũng là cái, cái camera của bên nhà thờ bên trung tâm công giáo họ Uh, thu nhận lại được hình ảnh của cái tên này rất là ngang nhiên đi vào đây lấy hết. Nhưng mà có người á khi mà đưa lên á uh, đưa lên đây thì nhiều người người ta biết người ta nói ô cái tên này là một tên homeless sống ở gần đây, uh, nhiều cái cơ sở thương mại ở đây cũng bị nó vào nó lấy nhưng mà tại sao không biết tại sao cạch sát chưa có bắt nó vân vân. Đó. Có nghĩa là giờ tấn công đến vào nhà thờ, vào chùa để mà ăn trộm ăn cướp như vậy. Có thể người ta có một cái suy nghĩ rằng những cái nơi tôn giáo đó đó các vị mà chú trì các chùa hoặc là các cha gọi làm phụ trách các nhà thờ đó có lòng nhân từ cho nên cũng có thể không có những biện pháp mạnh đối với họ. Đó là tâm lý tôi đoán như thế. Yeah. Nhưng mà thưa quý vị về mặt công an việc làm nước Mỹ thì báo cáo sáng nay của Bộ Lao động cho biết là trong tháng 11 vừa qua tổng số công an việc làm mới của nước Mỹ là 263 ngàn còn cái số người mà nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đó vẫn giữ nguyên tức là vào khoảng 3.7% à, nhiều nhà kinh tế thì họ bảo rằng nước Mỹ không có trôi vào suy thoái có những vấn đề giá cả lên cao xăng lên à, thức ăn lên vân vân nhưng mà cái hướng đi của nền kinh tế Mỹ bây giờ người ta hy vọng là sẽ phục hồi trong một cái thời gian sắp tới nếu mà cái đà tăng trưởng của công an việc làm cũng như là à, cải thiện được cái vấn đề mà cung và cầu của hàng hóa. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay big mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý do Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong những ngày qua đó thì người Việt Nam ở ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, ở trên mạng xã hội quý vị thấy người ta nói rất nhiều về một cái cái cái, cái chiếc tàu mang tên là chiếc tàu đó có chữ VinFast chở coi như là cái lô hàng đầu tiên 999 chiếc xe điện VinFast đầu tiên đang trên đường từ Hải Phòng đến Mỹ và họ hy vọng rằng là khoảng 20 ngày nữa uh, sẽ đến uh, sẽ đến uh, ngày tại mỹ này uh, thì cái con tàu mà chở uh, con tàu mà chở cái lô hàng đầu tiên này đó 999 chiếc xe này uh, của Panama có tên là Silver Queen Um, theo như uh, những cái thông cáo của bên thông cáo báo chí của công ty Vinfast rồi được uh, nhiều báo chí ở nước ngoài uh, nêu ra ví dụ như là Raiders thì uh, họ nói chung là xe Vinfast trong thời gian qua được uh, dư luận chú ý rất là nhiều bởi vì dẫu sao đây là một cái công ty còn rất là non trẻ nhưng mà cái tham vọng á, thì lại lớn vô cùng uh, bây giờ thì theo như người ta cho biết là bây giờ cái lô hàng này là đến đầu tiên À, những cái chiếc xe này sẽ được à, à, gửi cho, người ta giao cho những khách hàng đã mua ở tại Mỹ à, vào tháng 12 này. Khoảng cuối tháng 12 này thì ai mà đã à, ghi danh mua xe đó thì có thể được nhận những cái chiếc xe đầu tiên này. À, họ xem như đó là một cái à, cột mốc. Và quý vị biết rằng là à, Minh khoan nói đến những cái mặt à, mà người ta bàn tán chỉ nói về chiếc xe này thì nó xuất hiện ở trong nhiều những cái cái casino mà ở ở ngay Los Angeles rồi ở nhiều nơi ở Las Vegas. Họ nói là cái từ đây cho đến năm 2026 đó thì dự trù là mỗi một năm như vậy cái số lượng xe mà họ bán ra đó là lên đến 750.000 chiếc. 750.000 750 chiếc. 750 chiếc. bán bắt đầu từ năm 2026 mỗi năm. Thì đó là cái uh, sản lượng uh, cái cái số lượng xe mà họ sẽ dự trù rồi và uh, sắp tới đây họ đang cái chuyện mà hồi kỳ rồi nói sẽ xây dựng một cái nhà máy uh, trị giá 2 tỷ đô la ở Bắc Carolina đó ở uh, North Carolina thì dự kiến là sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thì đó là một số những cái thông tin liên quan đến xe, uh, xe VinFast. Thì bây giờ nhiều người tỏ ra là họ rất là uh, hoài nghi về cái chuyện này. Uh, khi mà nói là cái lô hàng này, những 999 chiếc xe này đang trên đường tới thì cũng có một uh, doanh nghiệp đó là cái này là báo chí Việt Nam cũng đưa lên nhiều, đó là một doanh nghiệp ở Diego đó là ông Triệu Trung Thành nói rằng là ông đã đặt mua 60 chiếc xe này rồi. Ông mua 60 chiếc xe này à, cũng chưa biết là ông mua gì tới 60 chiếc xe mua để bán lại hay mua cho thuê chưa biết là chiếc VF8 ông đặt mua 60 chiếc xe. À, nhưng mà cũng có nhiều người đó thì người ta nói rằng là à, cái chuyện Bây giờ khoan nói đến cái chuyện là xe đó là tốt hay không tốt, nghi ngờ như thế nào. Nhưng mà chuyện mà muốn có một chiếc xe thì người ta phải trải qua nhiều những cái thủ tục. Ví dụ như là ngoài cái chuyện mua xe thì phải đi đăng ký cái xe đó, rồi mượn tiền hay là mua bảo hiểm vân vân Thì chiếc xe này là nếu mà lên trên DMV của California đó, check á, thì mình thấy rằng là ồ chiếc xe này có nha quý vị. Chiếc xe này là được phép được phép là lưu hành, được phép chạy ở ngay tại tiểu bang uh, California. Đây là Vingroup uh, USA LLC. Chiếc xe này có. Đó nó cùng với lại Tesla rồi những chiếc xe này người ta gọi là đây là những cái chiếc xe tự động nhưng mà bắt buộc phải có người lái. Và theo như vào tự động vào. mà bắt buộc phải có người lái sao là tôi chưa hiểu. Ờ dạ tại vì có những cái chiếc xe đó nắm nó là có thể là lái tự động được yeah. nhưng mà để xe đó không có người. Ví dụ như Tesla nó có chế độ chạy tự động. Người à, tài xế không cần phải cầm vô cái vô lăng nhưng mà bắt buộc phải có người trong đó thì xe này là thấy như ừ. Chắc là phải có người ngồi trên xe. Dạ wow. đúng rồi. À, thấy Ngọc Lan vào trong DMV của California đó thì thấy rằng là vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 tức là cách đây mới có Uh, 10 ngày thôi thì DMV đã cho phép những cái chiếc xe có tên này đó uh, phải có tài xế được quyền uh, lưu thông thì trong đó có chiếc của công ty VinFast. Nhưng mà khi uh, nhiều người họ vào họ nói là họ uh, xem thử coi là mình có thể mình mua mượn nhà băng được hay không hay là mua bảo hiểm không á thì cái đó nó lại là một vấn đề khác nữa tại vì uh, ví dụ như vào check ở trong uh, bank ở ở America đó thì mượn loan để mua xe thì ngọc lan hồi sáng này vô thử thì họ có liệt kê cho mình sẵn thí dụ cái gì nó cũng automatic ví dụ như oh, tôi mua xe honda tôi mua xe acura nó có sẵn hết mình chỉ mắc vô thôi nhưng mà test vinfast thì nó không có nó không có nhưng mà có hàng chữ nhỏ ở dưới là nếu mà những chiếc xe nào chúng tôi liệt kê không có thì quý vị tự điền vào thì mình điền vào đó nhưng mà ngọc lan chưa làm tiếp theo nữa coi là có được hay không nhưng mà cũng có người làm thì họ thử họ check với bên bảo hiểm á thì nói rằng là không có không có bên bảo hiểm họ nói họ không bán tại vì họ chiếc xe này chưa có ở trong cái hệ thống của họ thành ra cũng chưa biết như thế nào về cái cái khát vọng cái tham vọng của vinfast và có người thì nói rằng là chúng tôi chỉ biết rằng là khi nào xe này chạy ví dụ như tesla là nó có những cái trụ điện để mà chặt điện sẵn nhưng mà họ chưa thấy của vinfast thì mình sẽ chờ xem trong những ngày tới ra làm sao. Bác Thái thì nghĩ như thế nào? Thú thật tôi là người ngoại đạo về xe hơi, à, có gì chạy nấy, không? À, gặp cái xe nào mà vẫn còn có thể đổ xăng chạy được thì mình chạy, cho nên không không biết gì về xe cả. À, ngồi nghe bạn bè nói xe này xe kia thì tôi hoàn toàn như là à, gọi là vịt nghe sấm, không biết gì hết. Thưa quý vị hôm nay là một ngày vui cho tổng thống Joe Biden bởi vì ông chắc vài giờ đồng hồ nữa thôi, ông sẽ ký trở thành luật về vấn đề mà ngăn cản cái chuyện đình công của cái hệ thống xe lửa tại nước Mỹ. Ngày hôm qua thì Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái cuộc bỏ phiếu với tổng số áp đảo là 80 người bỏ phiếu thuận, 15 người bỏ phiếu chống. Cái dự luật này đã được Hạ viện thông qua cách đây mấy ngày rồi. Tại sao vậy? bởi vì trong mấy ngày vừa qua thì, thì tổng thống Joe Biden có mời đại diện công đoàn của cái hệ thống chuyên trở bằng xe lửa đó vào trong tòa bạch ốc để thương lượng bởi vì nếu mà họ tính đình công vào ngày hôm nay tức là cái ngày mùng thứ 2 của tháng 12 đó thì nước mỹ sẽ bị đối phó với những chuyện gì hàng hóa sẽ khan hiếm hơn hàng triệu người di chuyển mỗi ngày trên toàn nước mỹ bằng xe lửa không đi được thực phẩm không di chuyển từ tiểu bang này qua tiểu bang khác được vân vân thì sau khi thương lượng xong đó thì cái dự luật được hạ viện thông qua và thượng viện bỏ phiếu đồng ý ngày hôm qua đây là một cái điều rất là vui bởi vì chúng ta sẽ không bị khan hiếm hàng hóa nhưng mà có một cái điều mà những cái vị chủ trương cái chuyện đình công nó hoàn toàn không vui thế nào cả đó là họ chỉ yêu cầu là cho họ cái sick leave tức là cái ngày, ngày nghỉ nghỉ vì đau bệnh đó. bệnh. Yeah. thì hôm qua thượng viện không đồng ý chuyện đó tức là cái dự luật được ký ngày hôm nay không có sick leave cho, cho nhân viên ngành hỏa xa. Hmm. ngạc nhiên không? Bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng bất kỳ ai đi làm tại nước Mỹ này cũng có ngày nghỉ bệnh không có đâu. Hmm. Chỉ có một phần ba những người làm việc tại những cái cơ sở tư nhân có sick leave thôi dĩ nhiên là chính phủ liên bang làm việc cho chính phủ liên bang chính phủ tiểu bang thì có xích ly nhưng mà trong rất nhiều ngành nghề à, trong đó có những nghề về xây dựng này trong đó có những vấn đề mà làm trong cái ngành nông nghiệp này. không có xích ly xích ly được xem như là một cái thứ luxury tức là một cái thứ sang trọng à, cái đó là cái điều mà mình hơi ngạc nhiên vì lý do họ nói rằng nếu mà bây giờ tất cả mọi ngành nghề đều có xích ly thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề Uh, chi trả tiền của công ty đối với một người nghỉ bệnh uh, ảnh hưởng tới um, hoạt động của công ty và ngay cả đối với nền kinh tế nữa thành thử ra uh, hiện nay đã 40% những người mà làm việc part time không có sick leave còn những người làm việc full time trong rất nhiều ngành nghề cũng không có sick leave nữa sáng nay thì công đoàn uh, ngành xe lửa họ có bày tỏ cái sự buồn phiền đó bởi vì họ bảo là họ muốn tranh đấu cho cái chuyện đó mà không được Mặc dù họ đã được cam kết là sẽ được tăng lương 25% trong cái thời gian mấy năm sắp tới, nhưng mà họ muốn có sức liệt cơ. Hôm nay, Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ không có bị cái tình trạng di chuyển khó khăn vì đình công hoặc là thực phẩm khan hiếm. À vài tiếng đồng hồ nữa thì Tổng thống Joe Biden sẽ ký cái dự luật này thành luật. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang, Thái và Ngọc Lan sau phần báo trợ thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay big mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng canunggia.com. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của lịch đô Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, cập nhật một số tin tức liên quan đến Việt Nam. À, thì biết là trong thời gian qua đó liên quan đến cái Covid-19 nó đó, đó có rất là nhiều cái sự việc. Thì hôm cuối tháng hôm 30 tháng 11 thì ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã cho biết rằng là Việt Nam đã tiết kiệm được đến 900 triệu Mỹ Kim về cái chuyện mà ngoại giao vaccine. Có nghĩa là mình cái dùng cái chữ ngoại giao tức là vaccine xin. mà đi xin đó. Nhờ, nhờ những cái vaccine mà người ta cho mà tiết kiệm được ngân sách lên đến 900 triệu Mỹ Kim. À, thì từ cái chuyện này thì nhiều người thấy ô thì đó là một cái ngân sách một con số đáng kể nhưng cũng có người đặt câu hỏi là như vậy á quý vị có nhớ là hồi mà trong cái thời gian mà dịch uh, covid 19 mà ngay cả trước khi mà sài gòn mà bị một cái trận gọi là kinh khủng. kinh khủng đó thì người dân cả nước người ta đóng tiền để mà mua vaccine rất là nhiều cái số tiền đó nó lên đến một con số uh, bây giờ đi tìm lại cái con số đó đó thì lại không thấy nhưng mà người ta băn khoăn cái số tiền đó đâu rồi ờ, chính phủ đã dùng cái số tiền đó làm cái gì rồi trong thời gian qua liên quan đến dịch covid 19 cũng nói là ngoài cái chuyện mà vaccine từ các nước hỗ trợ mà đã tiết kiệm được đến 900 triệu đô la thì nhiều cái ngân sách được cũng giống như kiểu bên mỹ của mình vậy đó những cái khoản tài trợ cho người dân nhưng mà đến bây giờ đó cái số tiền đó là những cái cái gọi là những cái gói cứu trợ đó nó đã được giải ngân bao nhiêu và người dân đã nhận được bao nhiêu cũng bây giờ không thấy nói tại vì cách đây mấy tháng thì nó là cái số đó cái phần trăm nó rất là ít mặc dù dịch bịch Việt Nam đã trở lại cái đời sống gần như là bình thường rồi mà cái số tiền giải ngân nó cũng chưa có bây giờ lại là thấy lại im lìm ừ. nhưng mà uh, ngoài cái chuyện mà về Covid 19 cái tiền người ta đóng góp rồi cái tiền mà uh, chính phủ hỗ trợ thì còn liên quan đến cái vụ mà công ty Việt Á À, thì ngày hôm 30 tháng 11 cũng vậy, à, cái ông này là ông Nguyễn Văn Trịnh là phó trợ lý thủ tướng liên quan đến vụ Việt Á bị bắt. Tất cả báo chí trong nước đều đưa tin cũng chỉ một cái tên như vậy thôi, tức là ông Nguyễn Văn Trịnh phó à, trợ lý của phó thủ tướng, nhưng không cờ báo nào trong nước nhắc đến ông phó thủ tướng đó là ông nào. Bởi vì Việt Nam có tới ông bốn ông phó thủ tướng Bốn ông phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái, ông Vũ Đức Đam và ông Lê Văn Thành. Như vậy thì ông này là ông phó trợ lý của ông phó thủ tướng nào? Nhưng mà theo như người ta đi tìm hiểu thấy là ô cái cách bổ nhiệm bổ nhiệm thì biết rằng là ông Nguyễn Văn Trịnh này là trợ lý của phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Mà ông Vũ Đức Đam trong thời gian dịch Covid-19, quý vị thấy ông là người xuất hiện nhiều nhất ông đi ông kêu gọi người ta phải xét nghiệm ông kêu gọi người ta phải như thế này thế khác thì bây giờ ông trợ lý của ông bị bắt liên quan đến cái vụ việt á đó là ông này bị cho là uh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ rồi lợi dụng cái vị trí đó để mà đề nghị bộ y tế cấp cho cái công ty việt á được lưu hành cái bộ kit đó cái bộ xét nghiệm mà gọi là nâng giá khống lên vân vân rồi chi trả Đến bây giờ đó, gần 90 người liên quan đến cái vụ này đã bị bắt, trong đó có Bộ trưởng Y tế, rồi nhiều những cái người khác thì bây giờ đến ông bắt đầu trợ lý của Phó Thủ tướng thì không biết rằng là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ có can dự như thế nào trong vụ này hay không, nhưng mà báo chí trong nước thì không ai nhắc đến tên của vị Phó Thủ tướng nào hết. Thì đó là một số những cái thông tin cập nhật và mình sẽ chờ xem tiếp trong thời gian tới như thế nào tiền đóng góp của người dân cho vaccine đi đâu bây giờ là tiết kiệm được 900 triệu cái tiền mà thế giới cho Việt Nam thì tiền người dân đóng góp đã đâu rồi hay là những cái gói cứu trợ mà chính phủ nói dành cho người dân thì đã giải ngân đến đâu và bao nhiêu người đã nhận được số tiền đó thì tất cả đang giống như đã bị im trong thời gian qua Thì quý vị, qua cái bản tin mà cô Ngọc Lan vừa mới trình bày làm chúng tôi nhớ tới một cuốn sách đó là cuốn Đến già mới tỉnh của tác giả Tống Văn Công Ông Tống Văn Công là 60 năm tuổi đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đi tập kết từ Nam ra Bắc và gắn bó với Đảng Cộng sản, cũng là tổng biên tập của tờ báo um, Lao động. Thì uh, cái cuốn sách đó, uh, khi mà xuất bản, ông Tống Văn Công có nói một chuyện như thế này. Ông bảo là cụ thân sinh ông Tống Văn Công thuộc thế hệ mà đi theo Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Uh, và sau năm 1975, đó, thì uh, lúc mà những người Cộng sản vào trong Nam rồi đó, thì ông cụ thân sinh của ông tướng văn công mới nói với con trai như thế này bảo cái làng này của mình như tôi nhớ không lầm là bến tre đó cái làng này của mình sách bất kỳ một thằng đảng viên nào ra bắn thì cũng không oan nữa. bởi vì chúng nó tệ quá đi chúng nó ăn trên ngồi chốc của người dân thì chúng ta chỉ lấy một cái thí dụ đơn giản thôi là tôi nhớ không lầm cô ngọc lan có nhớ có một cái người thanh niên mà ăn trộm con vịt phải không ừ. bị tù bao nhiêu 7 năm trong khi đó một cái tay cán bộ cấp thứ nhì thứ ba gì đó của cái tỉnh đồng nai nó xây một cái nhà có thể lên tới vài chục triệu mỹ kim tới lúc bị bắt xong mới ốm máu em con xin được tha cho con để con về với với, với vợ đẹp con, con con ngon phải không và bây giờ thì chỉ bị đảng phạt có 36 tháng tù treo chứ không phải tù thật ừ. thì thưa quý vị một cái chế độ như thế thì nó ác quá Ờ à, Đại lão Hòa thượng uh, Thích Quảng Độ tức là đệ tứ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đệ ngũ chứ ạ, đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Uh, trong cái cuốn hồi ký của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ có viết điều thế này. Ông nói rằng uh, lúc còn trẻ đấy, lúc còn là một sa di đó ở một cái chùa ở Bắc. Thì uh, một hôm uh, công an cộng sản đến lôi lôi cái vị uh, sư chú trì của cái chùa đó ra bắt tất cả mọi sư sải tập họp trước sân nhìn nó bắn chết vị sư đó bằng ngay một cái viên đạn vào trong óc máu trào xuống đất thì đạo lão hòa thượng thích quảng độ có nói rằng một cái chế độ mà nó ác như thế nó không tồn tại được dĩ nhiên cho tới phút này chế độ cộng sản tại việt nam tồn tại mấy chục năm Nhưng mà so với cái lịch sử của một dân tộc nó chỉ làm cái chớp mắt thôi thì nghe tất cả những cái tội ác mà lấy tiền của dân cái kiểu này đó sẽ có ngày phải trả bây giờ chỉ còn một ít thời gian ngắn trong chương trình sáng hôm nay sắp sửa giáng sinh Thế cái mùa Giáng sinh này nếu mà chúng ta có thì giờ có lẽ nên xem cuốn phim oh Quiet on the Western Front. Đây là cuốn phim nổi tiếng lắm từ cả 5, 6, 70 năm nay rồi. À, tác giả cuốn phim này đó là Eric Maria Remarque là một nhà văn đức nổi tiếng chuyên viết về chiến tranh. Nói về cái tình cảnh và những cái mùa giá lạnh và chinh chiến của những người binh sĩ Đức trong cái thời để nhất thế chiến. Thì thưa quý vị, Old uh, uh, on the Western Front uh, Nói về những cái hoàn cảnh của mùa đông băng giá Và mùa Giáng sinh đến như thế nào Nhưng mà Eric Maria Remarque thì viết nhiều lắm Viết rất nhiều sách về chiến tranh Tôi nhớ một cái đoạn như thế này Ông bảo một người lính Sau khi mà chiến tranh chấm dứt uh, Họ mới lo, nghĩa là hồi hộp Để chạy về cái ngôi nhà mà bố mẹ Ở trong cái ngôi nhà tại một cái làng cái hạnh phúc nó cứ được uh, người là dân chào dần dần lên, cái người lính nó thấy căn nhà phía trước mặt tới gần tới gần tới gần nhưng mà khi mà bỏ cái ba lô xuống mở kính cửa ra thì nó cái hình ảnh mà người lính nãy giờ hồi hộp chờ đợi đó sẽ gặp mẹ gặp em gặp anh mọi người đó không còn bởi vì nó chỉ là cái bờ tường của cái mặt tiền căn nhà thôi còn phía sau bị bom đánh nát hết chỉ có cái cửa thôi. Ừ. Tức là Eric Maria Remark muốn nói rằng cái hạnh phúc của con người ta đó, đôi khi người ta đeo đổi, nhưng mà tới lúc chạm vào thực tế nó là những sự khổ đau như vậy, đặc biệt là trong chiến tranh. Thành thứ ra, uh, trong mùa Giáng sinh, nếu mà có chút thì giờ, chúng ta nghĩ tới những người lính, bất kỳ lính của một đất nước nào, phải chịu những cái giá lạnh. I will be home for Christmas. Ước mơ được trở về với gia đình trong mùa Giáng sinh thì nên xem O Quiet on the Western Front. Yeah. Cảm ơn bác Thái. Uh, cảm ơn bác Thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an hạnh phúc. Kính chào quý khán giả và cô Ngọc Lan. chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 -1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Thảo yên. Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay hình ảnh Giáng sinh đã chính thức đến với Little Sugar TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Little Sugar TV theo dõi phần tin tức vào ngày hôm nay thêm những tin đáng chú ý tình hình thế giới và Hoa Kỳ. Thế nhưng trước hết mưa bụi. <laughs> đã rơi xuống Westminster sáng nay. vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì cái phần trăm mà mưa rất ít lắm, có 10-15% thôi. À, cho nên là quý vị thấy là nguyên một ngày trời nó đen rồi mây mù vân vân nhưng mà cứ lâu lâu là một cái trận mưa nhỏ xíu nhỏ xíu thôi à, thì họ nói là dự báo thời tiết đó qua đến sáng sớm ngày mai khoảng từ 3 giờ sáng đó là sẽ mưa mà mưa lớn từ 50 60 phần trăm trở lên và sẽ sáng mai đó kéo dài luôn cho đến 7 8 giờ sáng thì nói chung là sáng sớm mai mới bắt đầu mưa chứ ngày hôm nay đó thì là cứ mưa lất phất nhỏ nhỏ, nhỏ thôi à, và hôm nay thì cũng không lạnh lắm khoảng xuống đâu, 65 độ thôi thưa quý vị. À ngày mai thì lên được 70 độ nhưng mà đến chủ nhật đó mưa nhiều hơn nữa cho nên là cái nhiệt độ ngày chủ nhật lại xuống thấp và cái một cái đợt bão thứ nhì nữa sẽ kéo vào từ ngày chủ nhật cho nên là quý vị thấy là từ đây đến nguyên tuần tới luôn là lúc nào trời cũng âm u và cứ mưa nhỏ nhỏ như thế này. Và hôm nay có một vài tin vui liên quan đến tình hình tài chính nói là vui với những người đang đi làm và tìm kiếm việc làm nhưng mà đối với giới đầu tư thì không vui tí nào à, tin thứ nhất là tổng thống joe biden mới vừa ký thông qua dự luật đã được thượng viện hạ viện thông qua liên quan đến việc ngăn chặn việc công đoàn xe lửa vận chuyển đình công dự trù là vào tuần tới mà nếu cái chuyện này nó xảy ra thì khủng hoảng cho nền kinh tế Mỹ không ai mua được gì hết. Họ cứ mua nhưng mà rồi thì các công ty nói nếu mà mua người Cali mua hàng ở bên New Jersey hoặc là bên phía miền Đông gửi sang miền Tây và ngược lại rất nhiều hàng hóa của California bán sang cho bên New York hoặc bên phía miền Đông không có xe lửa di chuyển và phải vận chuyển bằng xe tải hoặc là máy bay thứ nhất tốn kém, thứ hai là chậm trễ và nhiều hàng sẽ không đến tay của người dân trong dịp giáng sinh này. Và công đoàn họ rất là khôn ngoan, họ lựa vào cái thời điểm đây biến động của mùa mua sắm để thực hiện việc đình công. Họ nghĩ rằng khi mà họ tuyên bố đòi thêm các à, quyền lợi, trong đó bao gồm 7 ngày được nghỉ vẫn được hưởng lương Bên phía công ty đường sắt đó nó no, chúng tôi đã đồng ý tăng lương tới 20% trong những năm kế tiếp trong vòng 5 năm tới tăng 20%. Nhưng mà có thêm những cái nhiều quá nhiều quyền lợi thì gây quá tốn kém. Cuối cùng thưa quý vị để cho thấy rằng quốc hội có thực sự quyền lực và có khả năng ngăn chặn bất cứ một cuộc đình công nào nếu quốc hội muốn. Và ông Biden rất lo ngại về cái tình hình hiện nay lạm phát sẽ tăng rất cao nếu xảy ra cái cuộc đình công này cuối cùng thì ông thuyết phục và thượng viện hạ viện vẫn còn nằm trong tay đảng dân chủ và vì thế các vị đã đồng ý được như chúng tôi đã thưa trong tuần lễ này thượng viện đã thông qua và sau đó hạ viện đã cũng thông qua và cuối cùng đưa lên ông biden ký tuy nhiên có một điểm công đoàn sẽ phải chịu các công nhân phải chịu đó là không bao gồm điều khoản nghỉ lương nghỉ mà có lương thưa quý vị và vì thế thứ nhất tin vui là đã ngăn chặn được việc công đoàn đường sắt đình công vào tuần tới tin thứ hai là 263.000 việc làm vừa được tạo ra trong tháng 11 trước đó thì các kinh tế gia dự trù chỉ có 200.000 công an việc làm được tạo ra mà thôi giờ đây thì một tựa đề của hãng thông tấn CNN CNBC và Bloomberg đưa ra cái tựa rất là vui. Họ nói thứ nhất đó là công ăn việc làm và kể cả lương bổng nữa đã thổi bay qua mặt các dự đoán của các kinh tế gia và thổi vào mặt của các nỗ lực quỹ dự trữ liên bang tăng phân lời. Và thưa vị quý vị điều này có nghĩa là ông các ông uh, quỹ dự trữ liên bang đó muốn tăng phân lời. Để làm giảm đi cái khả năng các công ty bành trướng và phát triển. Và nếu mà giảm như vậy đó thì sẽ làm giảm lạm phát bởi vì các công ty sẽ không thuê mướn việc làm. Ai ngờ trong suốt mấy, từ tháng 9 tới giờ này, 3 tháng liên tục là các công ty vẫn cần công ăn việc làm. Vẫn thuê mướn việc làm và người dân vẫn tiêu thụ cao tưởng là sẽ đưa nền kinh tế chậm lại, khựng lại, không phải là suy thoái. Nhưng mà quỹ dự trữ liên bang khi mà tăng phân lời, mục tiêu của họ là khựng lại nền kinh tế. ấy vậy, nền kinh tế không khựng lại mà còn tăng mạnh nữa. Thay vì tăng mà các chuyên gia họ tưởng là có thể công an việc làm trong tháng 11 chỉ tăng dưới 200 ngàn. Nhiều lắm là 200, maximum là 200 ngàn thôi bây giờ nó tăng tới 263.63.000 công an việc làm chưa tính tới ngành nông nghiệp quý vị đây chỉ là công ăn việc làm trong các lĩnh vực tư nhân không chưa tính tới bên phía nông nghiệp nữa và như vậy điểm gì sẽ xảy ra quỹ dự trữ liên bang có thể lượng định lại cái quyết định tăng lãi suất hôm đầu tuần họ nói như thế này họ nói ô tình hình có vẻ tốt đẹp lạm phát đang giảm xuống chúng tôi sẽ giảm bớt cái việc tăng lãi suất trong thời gian tới thì tin đó đưa ra đã vào hôm thứ ba đến thứ tư thì giới đầu tư đổ vào mua bán rất là cao lên 7.800 điểm nhưng mà ngày hôm nay cái tin tức này để cho thấy tin vui đối với những có công an việc làm nhưng mà đối với giới đầu tư thì không vui tí nào và vì thế sáng nay trước tin này đó thì họ lo sợ là quỹ dự trữ liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất và tăng mạnh nữa để kiềm chế lạm phát. Dow Jones xuống 203 điểm. Quý vị thấy á, bình thường những cái tin tức này đó sẽ khiến cho thị trường đi tê, đi lên. Nhưng mà trong giai đoạn này họ vẫn muốn lạm phát là cái điểm ưu tiên hàng đầu để làm giảm. Nasdaq lên 100 à, xuống 131 điểm, S&P 500 xuống 34, công trái phiếu 10 năm là 3,6, 2 năm là 4,3 vẫn còn rất cao và khác biệt dầu lên 15 sen 81 đồng 37 sen và vàng xuống 15 đồng 40 sen và thưa quý vị cái vụ thảm sát vốn sinh viên của trường đại học Idaho đó à, phía cảnh sát Moscow bây giờ đó với cái sự trợ giúp của FBI thế nhưng à, gần 3 tuần xảy ra cái vụ thảm sát này rồi cảnh sát ở đây họ không những chưa có được những cái đột phá gì trong cái việc phá án mà họ lại liên tục đưa ra những cái lời tuyên bố bất nhất mà khiến cho dư luận ở đây cũng như là gia đình của bốn nạn nhân đó bây giờ rất là hoang mang, à, không biết cảnh sát ở đây có thật sự sẽ phá được cái vụ án này hay không. Thì thưa quý vị, à, còn nhớ là ngay sau khi mà cái vụ án này xảy ra đó, phía cảnh sát à, Moscow ngày 15 tây đó là họ mở một cái cuộc họp báo đầu tiên. À, đầu tiên họ tuyên bố là đây là một cái vụ tấn công có chủ đích nghĩa là hung thủ chỉ nhắm vào những cái nạn nhân trong cái nhà này mà thôi À, cảnh sát khi đó tin rằng à, người dân ở đây à, không có cái gì phải lo ngại nữa nghĩa là đây là một mối tư thù cá nhân thế nhưng chỉ một ngày sau đó thì ông police chief của cái sở cảnh sát này lại tuyên bố hoàn toàn ngược lại để ông lại nói là bây giờ đó cảnh sát không thể khẳng định được à, là giống như ừ. là hung thủ chỉ nhắm riêng cái nhà này hay thôi à, hay là đây là một kẻ giống như là à, giết, giết người hàng, hàng loạt. loạt cho nên là cư dân ở đây vẫn nên cẩn thận và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo kinh mà quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Trinh và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 894 -1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 4298. vâng thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang đưa ra một số những cái tình tiết cập nhật trong cái vụ thảm sát bốn sinh viên ở trường đại học idaho mặc dù đây là những cái cập nhật rất là nhỏ mà thôi à, cho thấy là cảnh sát ở đây họ vẫn chưa có tiến triển gì nhiều hết à, cho đến ngày hôm nay họ vẫn chưa thể khẳng định là hung thủ trong cái chuyện này là một người hay nhiều người thì như lúc nãy chúng tôi nói đó là à, đầu tiên À, hai cái tuyên bố đầu của cảnh sát đó là nó đã trái ngược hẳn nhau. lúc đầu thì nói đây là bộ tấn công có chủ đích, rồi sau đó một ngày sau ông cảnh sát trưởng lại tuyên bố à, họ không biết được, cho nên không loại trừ là cư dân ở đây vẫn phải tự cẩn thận và thế là đến thứ tư tuần này nghĩa là gần hai tuần sau thì à, ông công tố viên của cái quận này đó lại tiếp tục tuyên bố là đây là một vụ tấn công nhắm vào những cái người ở trong cái căn nhà này nhưng mà cảnh sát ở đây lại tiếp tục đưa ra một cái tuyên bố khác nữa nói là bây giờ đó cái người công tố viên này hơi bị nhầm lẫn một chút xíu là phía cảnh sát vẫn không biết được là cái vụ này có phải tấn công có chủ đích hay không và cứ tuyên bố bất nhất như vậy cứ cứ người này khác người kia và mới ngày hôm qua là một cái tuyên bố cuối cùng mới nhất à, đó là à, phía cảnh sát nói đây là một vụ tấn công có chủ đích nhưng mà bây giờ họ không biết là nhắm vào những à, cô gái sống trong cái nhà này hay chỉ là à, cái người sinh viên đến chơi quý vị cũng nhớ là ba cô gái nạn nhân này đó cùng với hai cái cô mà sống sót là năm cái người thuê cái căn nhà này ở còn anh này là một bạn trai cũng một trong ba cô gái nạn nhân anh chỉ thường đến đây chơi mà thôi thì bây giờ phía cảnh sát đó họ nói là họ không thể biết được là hung thủ nhắm vào những cô gái ở đây một trong những cô gái hay là nhắm vào cái cậu này thì cảnh sát không biết À, à, và, và sáng ngày hôm nay thì cảnh sát họ tuyên bố thêm là họ phát hiện trên cái giấy tờ thuê căn nhà này đó là không phải năm cô gái ở mà là sáu người thôi quý vị và cái người à, thứ sáu đó đêm xảy ra án mạng không có mặt ở nhà à, và nhưng mà bây giờ cảnh sát không đưa ra tên tuổi của cái người thứ sáu này à, và bây giờ cảnh sát họ nói thêm đó là như quý vị thấy hình ảnh cái căn nhà này đã có tổng cộng 3 tầng thì phía cảnh sát họ khẳng định là cả à, tất cả bốn nạn nhân đó bị giết ở tầng thứ hai và tầng thứ ba còn hai cái cô gái sống sót đó hôm nay cảnh sát cũng đưa luôn tên tuổi của họ là cô Bethany Funko và Dylan McTension hai cô sống sót đó cổ ở hai cái phòng ở tầng trệt và suốt đêm hôm đó hai cô này cũng ngủ không nghe gì hết và không bị tấn công chết à, và phía cảnh sát họ nói thêm thưa quý vị đó là sáng ngày hôm sau hai cái cô mà sống sót đó thức dậy thì không có gọi 911 liền ngay lập tức và đây là một cái điều cũng khá là lạ đó là cảnh sát trong cái report khẳng định hai cô này đó lại gọi thêm bạn bè đến nhà là bởi vì thấy một trong uh, bốn nạn nhân nằm bất tỉnh không biết là hai cái cô này tại sao lại nói là nằm bất tỉnh trong khi cảnh sát họ tả là cái hiện trường máu me đầy hết luôn hai cô này gọi một số bạn bè đến và một trong những cái người này thì bây giờ cảnh sát không nói là sau khi gọi bạn bè có bao nhiêu người tổng cộng ở cái căn nhà đó và một trong những người này mới gọi 911 báo là có người bị bất tỉnh và khi mà cảnh sát đến thì họ khẳng định là ở dưới tầng 1 đó không có cái gì hết nhưng mà lên tầng 2 với tầng 3 đó là máu me đầy như quý vị thấy và bốn nạn nhân nằm ở tầng 2 và tầng 3 thì à, phía cảnh sát nói là trong lúc mà gọi 911 đó thì cái người à, tổng đại viên 911 cũng nói chuyện với rất nhiều người trong cái cuộc gọi đó mà bây giờ không biết bao nhiêu người à, và theo bác sĩ pháp y khẳng định đó, à, khi mà đem về mổ và cũng như hiện trường án mạng thì bây giờ ông bác sĩ pháp y khẳng định là cả bốn nạn nhân bị tấn công trong lúc mà họ đang ngủ thì đó chỉ là những cái tình tiết mới nhất mà phía cảnh sát cập nhật Kiên hoàng bởi vì quý vị biết đó, là khi mà họ đến đó, không có ai được đụng đến bất cứ một điều gì và từ ở ngoài sân trong một cái phạm vi cả chục thước cả trăm thước chung quanh và từ ở trong sân kéo ra đến cái đường dây vàng để không ai vào hết và chúng ta cũng biết được cái kỹ thuật lấy DNA di truyền thể ngày hôm nay mình không nói tới lấy những cái mẫu vật ở tại hiện trường kể cả những cọng tóc, những cọng lông hoặc là một mảnh vải ở trên nữa. Nhưng mà tiến trình điều tra này sẽ mất rất nhiều thời gian. Cái khổ ở đây đó là đầu tiên à, thám tử và nhóm điều tra phải tìm kiếm những người thân nhất. Và trong suốt thời gian qua họ tìm cái gì? Bốn người này có mối quan hệ gì với ai? và mối quan hệ đó có dẫn đến việc thù hằn hay không. Mà mấy tuần nay vẫn không định ra được. Hầu như không có cái chuyện đó, không thấy ai. Mà nếu có thì người đó ở tiểu bang khác hoặc là đã đi đâu rồi không thể nào có mặt ở hiện trường để giết người được hết. Rồi người ta cũng không loại bỏ trường hợp thuê mướn người khác để vào giết vân vân. Thì cái hành động mà giết bốn người một lúc như vậy máu me tùm lâm hết. Hai người học ở trong phòng riêng mà cũng chẳng biết gì hết thì nó càng dấy lên cái hành vi này có phải đến từ cô gái đàn ông cảnh sát cũng không biết luôn một tay chuyên nghiệp giết người một tay giết người nhiều người ở các tiểu bang khác rồi đến Idaho giết hay là bạn của bốn người này mà nói đến bạn đó thưa quý vị họ lục tới tiểu học luôn họ lục từ lớp lớp 6, lớp 7 và để xem những người đó có còn tiếp tục liên lạc với những người này không. Rồi điện thoại của bốn người, điện thoại của những người thân chung quanh, tất cả các hình ảnh. Rồi bốn cô gái, bốn người này đó đi chơi vào buổi tối trước khi về nhà rồi bị giết nữa. Những người chung quanh hình ảnh họ đã lục hết tất cả. Mà đến giờ phút này tin tức chúng tôi ghi nhận được toàn là cái chuyện hoang mang thôi. Rồi cảnh sát, công tố viên, không ai biết được đường nào mà mò hết bởi vì họ không có bất cứ một cái dấu tích gì bởi vì thường những kẻ giết người như vậy đó là có thể họ sẽ để lại dấu chân thưa quý vị cái điểm đáng chú ý hiện nay đó dấu giày dấu chân đâu rồi à, những cái kẻ này đến một cái căn nhà mà có thể nói là hẻo lánh như vậy cũng phải lái vào trong cái khu vực này mới tới được cái căn nhà này như quý vị nhìn thấy đó vết xe ở trên đây ở đâu tất cả những cái điểm này không hề có gì hết kinh hoàng à, ngày hôm qua những cái chuyên gia <laughs> về điều tra đó họ nói họ lo sợ rằng vụ bốn giết bốn người này không phải một người mà bốn người này sẽ rơi vào tình trạng co case cái hồ sơ để đó mà có thể mất mấy chục năm sau tự nhiên có một ngày nào đó có một kẻ lỡ tay giết người khác rồi lúc đó họ mới dính líu tới cái vụ án mạng này thì may ra mới tìm được chứ còn đến giờ phút này mấy tuần lễ rồi mà vẫn chưa tìm thấy bất cứ một cái dấu tích gì hết thì cảnh sát và các cơ quan FBI cũng, họ cũng đang nhức đầu để làm thế nào phá án được cái vụ này bởi vì chưa phá án được thì không thể nào gia đình để cho yên nghỉ cả thưa quý vị quay sang các bản tin khác ngày hôm nay thì một tin không vui tí nào cho Putin chuyện gì đã xảy ra đến với Y à, bản tin này chưa được à, xác minh từ các cơ quan truyền thông lớn chẳng hạn như ở Mỹ CNN, Reuters, AP vân vân được tờ sân của Anh Quốc ghi nhận được họ nói đến từ nguồn bên trong Moscow Điện Kremlin báo cho biết à, tối qua hay sáng sớm Putin lạng quạng đang đi thì có thể chóng mặt và té ngã. Putin ngã ở trong dinh thự và cái họ cũng không biết được cái dinh thự, có nhiều dinh thự lắm. Mà Putin bây giờ thì sợ bị giết cho nên họ chỉ nói là dinh thự của Putin rồi. Chuyện té ngã như thế nào? Liệu rằng có phải nằm bệnh viện kéo dài rồi dẫn đến tử vong hay không? Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 -7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Trở lại với các bản tin đáng chú ý, Putin té lầu, chuyện gì đã xảy ra? Tòa sân sáng này chi tiết không những tòa sân mà các tin tức khác họ bắt đầu họ loan tải trên toàn thế giới rồi mặc dù chúng ta biết được những cái chuyện gì xảy đến cho một vị lãnh đạo đó nhiều khi mất cả mấy ngày sau thường là cũng 3-4 ngày sau chẳng hạn như chuyện ông tập cận bình bị ốm rồi không xuất hiện chỉ cần biết đó là những người lãnh đạo mỗi ngày họ phải xuất hiện phải họp và tự nhiên biến mất không thấy xuất hiện trên đài truyền hình là chúng ta biết ngay có chuyện gì xảy ra nhưng mà ở trung cộng bắc hàn cái chuyện ông kim jong un đi mổ hay bất cứ chuyện gì đó họ bí mật lắm nhưng mà riêng với chuyện putin thì cũng thế Nh rồi thì chuyện gì đã xảy ra ai là người dò dỉ ra những cái tin này thì theo bản tin chúng tôi thuật lại đến à, quý khán thính giả tối qua hoặc là sáng sớm putin có thể đi ngoài cho nên bước xuống cầu thang chúng tôi sẽ thảo luận thêm về cái chuyện này thường là trong một cái căn phòng lớn cái nhà tắm là ở trong phòng ngủ luôn nếu mà cô muốn đi đó thì bước ra có thể đói, có thể khát nước hoặc là cần gì đó Putin phải xuống lầu. Bản tin không cho biết được cái lầu đó là bằng đá kim cương, đá uh, hoa cương, granite, marble hoặc là bằng gỗ. Nhưng mà lúc mà bước xuống đó thì té một cái bịch, thế là ngã xuống lầu. Ở dưới lầu bản tin ghi nhận là có cận vệ đang đứng ở dưới chính người cận vệ này đã chạy tới sát bên Putin và ngay lập tức gọi ra ngoài luôn luôn có bác sĩ túc trực 24 trên 24. Bởi vì chúng ta biết những cái vị những cái nhìn thấy những cái hình ảnh uh, hiện nay đã được đưa ra trong thời gian qua đó, Putin đang có nhiều bệnh lắm bao gồm nội tạng, ung thư, Parkinson run rẩy tay chân, ngồi yên không ngồi yên được và tình trạng bệnh này càng ngày càng nặng mà cái hình ảnh này cả mấy tháng rồi đó ông ngồi ông họp với người bộ trưởng quốc phòng đó, mà tay phải vịn bàn rồi cái chân liên tục là run rẩy khi mà putin té xuống lầu đó quý vị bản tin đó, mô tả đó, là ông bị cái lưng đập vào các thành cầu thang thì cái cầu thang này không biết bằng gỗ nếu bạn bằng gỗ thì nó nhẹ hoặc là có thảm thì nó nhẹ chắc có thể là thảm bởi vì với cái tình trạng này thì bác sĩ chắc chắn là khuyên ông không nên lên xuống cầu thang bằng những cái loại đá ma bô như chúng ta thường thấy trong các dinh thự và điều đó có nghĩa là Putin đang ẩn nấu ở dưới một cái hầm an toàn kể cả bảo vệ nguyên tử nữa chứ không phải là một cái căn dinh thự bình thường thì hiện nay bác sĩ đang điều trị bản tin chỉ đến đó và họ nói chưa biết được mệnh hệ gì mà chúng ta thường biết đó năm nay 70 tuổi những người mà 70 ngoài ra mà té một cái đó thưa quý vị là có rất nhiều các hệ lụy liên quan đến sức khỏe bởi vì tỉnh táo thức dậy mà đi xuống nhà như vậy mà không nghĩ tới cái sức khỏe của mình đều vô cùng nguy hiểm lẽ ra phía bên ngoài căn phòng của Putin là có người cận vệ sẽ đỡ Putin đi cần thiết hoặc là muốn lấy cái gì thì đi thay vì tự mình thì đôi khi tỉnh dậy tưởng là mình khỏe đủ sức để đi thì Putin đã bước xuống và không ngờ lúc thường đó là đầu óc choáng váng và thời điểm đó dễ bị ngã. Cũng may mắn là cái mặt nó không đập xuống đất mà cái lưng nó đập. Tuy nhiên cái việc mà lưng đập như vậy đó đâu cũng kinh hoàng lắm thì hiện nay mọi người đang theo dõi coi tình trạng sau khi bị té ngã như vậy trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai nếu putin xuất hiện thì cái chuyện té ngã đó có thể là rất là nhẹ nhưng mà nếu vắng mặt trong những ngày tới thì xem ra cái trận té này khá là nặng và quay trở về với những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, à, hung thủ giết chết một cặp vợ chồng vào năm 2016 ở Florida đó à, có thể sẽ chỉ ở tù 6 tháng thôi và được thả nếu như mà à, phía tòa án cũng như là công tố viên bắt bị bắt buộc phải chấp nhận cái thỏa thuận nhận tội vì lý do y bị điên đó thì à, khiến cho gia đình của nạn nhân hiện nay họ đang vô cùng giận dữ với cái quá trình mà phiên tòa đang diễn ra thì như quý vị thấy cái hình ảnh bên tay trái đó là Austin Haruf năm 2016 khi đó mới có 19 tuổi mà thôi còn hai nạn nhân đó là ông bà John và Michelle uh, Miss John ở tại thành phố Jupiter của tiểu bang Florida thì vào tháng 3 năm 2016 hai vợ chồng nạn nhân khi đó vào một buổi chiều đó đang ngồi ở trong gara nhà của mình mở cửa gara lên thì tự dưng cái tên Haruf này à, cầm một cái con dao chạy vào cái khu phố này và xông vào gara của hai nạn nhân tấn công hai nạn nhân đâm họ điên cuồng túi bụi luôn và khi mà hàng xóm xung quanh họ thấy đó cho đến khi mà họ gọi cảnh sát cảnh sát đến thì họ mới thấy là cái tên Haruf này chưa bỏ đi vẫn ở đó mà y đang quỳ ở dưới đất đó xé thịt trên mặt của ông John và gặm nhắm rồi khi mà thấy cảnh sát thì y lại chu lên như chó nữa cho nên là cảnh sát mà khi đó cảnh sát nói là um, y có một cái sức mạnh rất là kinh khủng bốn năm người cảnh sát phải nhào vào mới trấn áp được y và mới bắt y về đồn được thì ngay sau khi chuyện xảy ra đó gia đình của cái tên haruf này vốn rất là giàu uh, đã thuê luật sư và là lập tức À, luật sư đó đã, đã build một cái case cho là y bị à, bệnh tâm thần bởi vì một vài tuần trước đó đó là y đã có cái biểu hiện bị điên à, gia đình đang chuẩn bị à, dắt đi bác sĩ để khám thì chưa kịp đã xảy ra cái chuyện này thì đó là phía à, luật sư biện hộ đã, đã chuẩn bị cái cái vụ án này tìm cái đường cho y là sẽ à, nói là y bị tâm thần à, tuy nhiên phía à, à, công tố viên đó thì họ nói thứ nhất là bây giờ đó có những cái điểm bất lợi để mà uh, có thể truy tố y là uh, cái tội mà biết y mình đang làm gì là bởi vì thứ nhất sau khi mà xảy ra cái chuyện này đó làm uh, báo cáo um, cái 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 giống như là toxicology nồng độ à, máu cồn gì ở trong người đó thì à, không có thấy là y sử dụng cần sa ma túy mà chỉ có một cái chất à, THC là cái à, chất mà của những cái viên thuốc rất gây ảo giác nhẹ thôi à, và thứ hai nữa là phía à, công tố viên đó họ à, thật sự à, có một cái report của bác sĩ gia đình của tên này là y thường xuyên sử dụng uh, ma túy trong những cái tuần trước đó và tinh thần vốn đã không có tỉnh táo rồi cho nên là uh, có thể là cái tinh thần của cái tên này có vấn đề nhưng mà gia uh, gia đình nạn nhân đó thì không chấp nhận họ nói là cái tên này đó vốn bình thường rất là tỉnh táo chỉ là chuyên môn xài ma túy này nọ cho nên là cái lúc đó mới bị điên mà thôi và họ không chấp nhận cái lý do là y bị uh, tâm thần uh, mãn tính từ trước đó Uh, và phía uh, nhưng mà công tố viên họ nói là với những cái chiều hướng đang diễn ra bất lợi như vậy đó thì uh, nếu như mà họ bị bắt buộc phải chấp nhận cái 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 thỏa thuận nhận tội của cái tên này thì theo như đúng quá trình luật pháp ở Florida nếu mà một người uh, trong suốt 6 năm bị giam giữ đó, y đã được hai phía bác sĩ của của bên biện luận và bên công tố cho đánh giá tâm thần thì phía tất cả bác sĩ đều uh, xác nhận là cái ngày mà y giết người đó tâm thần của y không hề tỉnh táo à, cho nên nếu như bây giờ thật sự phải nhận cái 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 vụ mà y bị tâm thần thì y chỉ có phải đi vào nhà thương điên ở trong đó từ 6 tháng cho đến 1 năm. Nếu như hoàn tất tất cả những cái quá trình trị liệu ở đây khi mà được nhà thương uh, chuẩn thuận uh, nói là phù hợp để quay trở về với cộng đồng đó thì y sẽ được thả ra, nghĩa là chỉ có ở nhà thương điên từ 6 tháng cho đến 1 năm mà thôi. Sau khi giết hai người một cách man rợ như vậy thì phía công tố viên họ nói rằng họ không hề muốn chấp nhận cái plea deal này, nhưng mà họ hiện nay vẫn chưa có uh, những cái bằng chứng nào để mà có thể buộc tội là trong lúc giết người y vẫn đang tỉnh táo. Quân Nga đang rút quân ở khu vực nào và tình hình chiến sự ra sao? Cứ mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714-894-1177 Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298 Tình hình chiến sự ở Ukraine diễn biến ra sao? Sáng nay Putin chắc có lẽ nhận được cái tin đó mà ngã lầu đó thưa quý vị là quân đội lại tiếp tục rút. Đây là bản đồ tình hình uh, chiến sự ở Ukraine và nơi mà quân Nga đang đóng. Uh, họ đóng dọc theo. Uh, trước đây tin tức khi mà rời khỏi Kherson á. Mặc dù Kherson ở bên dưới này. Nhưng mà ở cái khu vực Zaporizhia này là nơi có nhà máy phát điện nguyên tử đó thì quân Nga đã chiếm cho cái khu vực này và có dọc theo cái dòng sông Dnipro từ bắc tới nam thì trước đó quân Nga lúc mà tháo chạy đó họ dồn quân ở phía bờ tây tức là bên cánh trái nhưng mà sau đó bởi vì quân Ukraine đánh dồn dập họ phải nghĩa là làm phà không có cái viện trợ từ ở phía bắc đi xuống hoặc là các vùng donetsk đi qua họ phải rời để băng qua sông đi qua bên bờ đông của Zaporizhia. và tại đây có những cái làng nhỏ trong đó có một làng thưa quý vị tên là skizkavia thì sáng nay tin tức ghi nhận được à, lực lượng à, an ninh nga kêu gọi các giới chức của nga rồi các trường học trong đó có những người à, thân Nga đó Họ yêu cầu những người dân Ukraine sống ở khu vực này hoặc là những người Ukraine mà thân Nga đó Là nhanh chóng phải rời khỏi các khu vực này Và ngay tại trung tâm Zaporizhia Phía quân Nga cũng bắt đầu rời khỏi nơi đây Trong khi đó trong vòng 24 giờ qua thì bản tin ghi nhận đó, bên phía Nga trong thời gian qua các máy bay phản lực cơ máy bay chiến đấu thả bom á là hoạt động không hữu hiệu nhưng mà chưa biết được là liệu rằng còn bao nhiêu máy bay và quân Nga có thể thực hiện những vụ thả bom lớn trong thời gian tới. Liệu rằng khi mà họ rời khỏi Zaporizhia như vậy và cũng như các khu vực khác bao gồm Kherson, giáp với Crimea ở bên dưới Máy bay nga sẽ thực hiện các đợt tấn công thả bom như thế nào? Quân Ukraine ngày hôm qua cũng đã tuyên bố họ đang xem cái chuyện này rất là nghiêm trọng và chuẩn bị tư thế nếu xảy ra những cái đợt không kích của quân nga. Chưa hết, thưa quý vị, một bản tin mà phía nga Ukraine ghi nhận được và cơ quan tình báo MI5 của Anh ngày hôm nay cũng đang theo dõi toàn bộ các tập tài liệu. Họ đã lấy được một tập tài liệu mật của phía Nga mà trong tập tài liệu này cho thấy rằng vào tháng 8 vừa rồi, Putin cùng các giới chức quân sự bàn thảo đánh một trận quyết định tổng tấn công để có thể chiếm Ukraine chỉ trong vòng 10 ngày và sau đó giết luôn tổng thống Zelensky và kể cả những cái giới chức lãnh đạo của các tỉnh và các địa phương. Thì đây là tựa đề lớn ngày hôm nay của Sky News đưa ra để cho thấy tập hồ sơ này đã bị lộ và rõ ràng cho thấy quân Nga và Putin đã lên kế hoạch đánh nhanh đánh mạnh để chiếm Ukraine. Cái việc đó chúng ta đã nghe từ những ngày đầu vào tháng 2 bước sang tháng 3 thì tin tức ghi nhận là Putin dự trù là có thể chiếm Ukraine chỉ trong vòng 3 tuần lễ. Nhưng mà từ tháng 2, cuối tháng 2 cho đến tháng 8 luôn đó, sau 6 tháng, tức là cái tiến trình tấn công sau 6 tháng không thành công thì Putin họp lại một lần nữa thay đổi vị lãnh đạo quân sự, nghĩa là cho rời chức những cái vị lãnh đạo cũ đó với lãnh đạo quân sự mới. Và sau đó cái tên lãnh đạo quân sự này đã đưa ra kế hoạch chỉ trong vòng 10 ngày thôi là y có thể tấn công thành công sử dụng tất cả các hỏa lực của Nga để đánh. Nhưng mà rồi uh, tin tức ghi nhận mới Đức uh, cho thấy cái điều đó đã không thành hiện thực. Và giờ đây quân Nga đang bắt đầu rút dần rút dần. Chưa biết được tình hình sẽ như thế nào với tình trạng mà uh, Putin bị té ngã rồi tin tức của lực lượng Nga bắt đầu rời khỏi Zaporizhia hay không. À, liệu rằng đây có phải là một cái bẫy để đưa để lùa quân Ukraine vào hay không hay là một sự thất bại kế tiếp trên chiến trường của Ukraine. Và quay về với phần tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, mới đây một học sinh uh, trung học mà lại là người Việt Nam nữa ở uh, trường La Quinta High School ở uh, Garden Grove đó. Cậu này vừa mới nhận được một cái giải thưởng uh, um, giống học như là toàn học phần. bổng vâng mà ừ. cái chương trình này đó là dành cho khắp nơi trên thế giới mỗi một năm đó khi mà họ nhận đơn đó thưa quý vị là khoảng 100.000 uh, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới uh, nộp cái đơn và đương nhiên là phải uh, học xuất sắc và cái cái học bổng này đó là tặng cho những cái cậu cô cậu sinh viên nào mà có những cái sáng kiến có thể giúp đỡ cho cộng đồng ở rất nhiều mảng khoa học rồi y khoa vân vân thì đây là Phúc Nguyễn À, hay hay là phục Nguyễn gì đó à, nhưng mà à, bởi vì không có dấu nhưng mà trong trường đó thì cậu lúc nào cũng à, được gọi bằng cái tên James thì à, James là năm người cuối cùng đã đạt được cái giải này à, sau đạt được cái giải này đó nghĩa là sau này khi mà lên bốn năm à, đại học đó hoàn toàn được à, học bổng toàn phần à, ở bất kỳ trường nào mà cậu chọn sau đó thì à, James đạt được cái giải và à, cậu được lên cái chương trình Good Morning America luôn thưa quý vị à, với à, cái à, cái sáng kiến đó là phát minh được một cái bàn chải đánh răng mà có thể đi uh, được uh, người nào bị cancer, thưa quý vị tìm được cancer lý uh, và khi mà lên chương trình đó thì James giải thích là cái uh, sáng kiến này sau khi mà gia đình của James trải qua một cái biến cố đó là uh, bà nội của James uh, vào năm 2019 đã bị uh, ung thư và qua đời và đặc biệt là gia đình của James chỉ mới đến uh, Hoa Kỳ năm 2019 thôi uh, và nghĩa là mới có qua đây à. được có 3 bốn năm thôi mà nói tiếng Mỹ rất là lưu loát rất là giỏi quá. dạ vâng thì uh, James nói là sau khi mà bà nội qua đời như vậy đó thì uh, lúc nào trong cái tư tưởng uh, của James cũng uh, muốn là làm sao cho các gia đình Việt Nam uh, uh, các gia đình có người bệnh đó là phát hiện được bệnh ung thư sớm ừ. thì một ngày cậu nói rằng tự dưng cậu đang đánh răng đó, thì cậu nói là tại sao mình không gắn một cái con microchip vào trong cái bàn chải thì khi mà cái um, saliva nước miếng thấm vào cái microchip đó thì những cái người mà bị ung thư đương nhiên là cái uh, cái chất dịch nó khác cái chất dịch của người có sức khỏe bình thường thì đương nhiên cái con chip đó là phải có một cái công nghệ đặc biệt thì đó là cái ý tưởng mà James đưa ra và cuối cùng đã được chọn cùng với bốn người khác để nhận cái học bổng toàn phần này À, lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden đón tiếp nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron ở Tòa Bạch Ốc. Chi tiết về cuộc đón tiếp này cũng như những cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo mời quý vị theo dõi phần tin tức với Đinh Quang Thái lúc 5 giờ chiều nay. Và đó là các bản tin vào buổi sáng. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà lưu đoạn tv.com và nếu vào Youtube xin nhớ nhấn nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.